Quý vị và các bạn thân mến, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính và có nguy cơ tử vong cao. Khi bệnh nhân đã lên cơn thì tỷ lệ tử vong lên tới 100%. Do đó, khi bị động vật cắn, cách duy nhất để phòng ngừa là tiêm ngay vaccine phòng dại. Vậy bệnh dại thật sự nguy hiểm ra sao? Và khi bị chó mèo cắn, chúng ta phải xử trí như thế nào để tránh bị nguy hiểm? Những thắc mắc này sẽ được bác sĩ Khổng Văn Cường, khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ giải đáp ngay sau đây trong chương trình phổ biến kiến thức y tế của chúng tôi hôm nay. Xin được cảm ơn bác sĩ Khổng Văn Cường đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Và thưa bác sĩ có thể cho biết là bệnh dại nguy hiểm như thế nào và vì sao nó lại nguy hiểm như vậy ạ? Đối với các bệnh truyền nhiễm khác thì có thể là khi mắc thì chúng ta có thể điều trị được. Tuy nhiên thì với bệnh dại thì khi một người đã mắc bệnh dại thì tỷ lệ tử vong gần như 100%. Do đó thì đây là một bệnh cực kỳ nguy hiểm và hàng năm thì đều ghi nhận rất nhiều trường hợp tử vong. Dù tại Việt Nam thì mỗi năm ghi nhận từ 70 đến 100 trường hợp. Còn ngoài ra thì trên thế giới cũng ghi nhận từ 60.000 đến 70.000 trường hợp tử vong mỗi năm. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh dại, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một video ngay sau đây. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh dại khiến khoảng 60.000 người thiệt mạng mỗi năm, trong đó 40% là trẻ em. Trung bình, cứ 9 phút lại có một ca tử vong do bệnh dại. 100% trường hợp khởi phát bệnh dại đều không qua khỏi. Những cái chết đầy ám ảnh, đau đớn, thương tâm cho đến phút cuối cùng. Các nhà khoa học đã chỉ rõ, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại, lây truyền từ vật nuôi, chủ yếu là chó mèo hoặc động vật hoang dã sang người khi tiếp xúc với nước bọt của động vật nhiễm bệnh qua các vết cắn, cào, liếm ở da và niêm mạc. Thông thường, bệnh dại không có triệu chứng ngay lập tức, tùy theo vị trí vết cắn mà virus dại sẽ âm thầm làm tổ trong cơ thể người bệnh từ 1 đến 3 tháng, thậm chí cả năm trước khi phát bệnh. Nếu vết cắn sâu, vị trí cắn gần thần kinh trung ương và nhiều mạng lưới thần kinh như đầu, mặt, cổ, đầu ngón tay, đầu ngón chân thì thời gian ủ bệnh rất ngắn. Virus dại sẽ gia tăng số lượng theo cấp số nhân, di chuyển dọc các dây thần kinh đến thẳng hệ thần kinh trung ương với tốc độ từ 12 đến 24mm mỗi ngày. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần trao đổi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, là khi bị chó mèo cắn thì chúng ta phải xử trí như thế nào ạ? Khi bị chó mèo hoặc động vật nghi dại cắn thì chúng ta cũng sẽ phải thực hiện theo các bước để đảm bảo tốt nhất liên quan đến công tác phòng chống dại. Nguyên nhân gây chủ yếu với bệnh dại ở người thì là do chó cắn. Sau khi bị chó cắn thì chúng ta cần phải tuân thủ một số biện pháp. Thứ nhất là chúng ta phải xử lý được vết thương, thực hiện rửa vết thương dưới vòi nước chảy trong vòng tối thiểu là 15 phút. Và chúng ta thực hiện rửa bằng các dung dịch có cồn và chúng ta thực hiện sơ cứu và băng bó vết thương tạm thời. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn thêm. Sau khi chúng ta xử trí vết thương xong rồi thì chúng ta cần phải tiêm vaccine ngay và tiêm vaccine sớm càng tốt. Việc triển khai tiêm phòng vaccine dại là rất là phổ biến. Ở tất cả các cơ sở y tế của công lập thì đều có vaccine dại, ở các trung tâm y tế huyện cũng như là tuyến tỉnh thì đều có vaccine. Do đó thì người dân cần chủ động đi đến các sở y tế để thực hiện tiêm phòng dại ngay sau khi tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, có thể là chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn. Thưa bác sĩ, vậy thì khi một người bệnh mà bị mắc cái căn bệnh dại thì thường có những cái biểu hiện hoặc là triệu chứng như thế nào ạ? Khi một người mà mắc dại hoặc là nghi ngờ mắc dại thì các biểu hiện triệu chứng rất điển hình liên quan đến tổn thương hệ thống dây thần kinh. Do đó thì bệnh nhân có các biểu hiện như kích thích, bệnh nhân là rất là sợ gió này, sợ nước, sợ ánh sáng, hoặc là có những cơn động kinh, sùi bọt mép, hoặc là có những người là có những cái tiếng gọi như tiếng hú giống như tiếng chó kêu thì rất là dễ phát hiện thôi. Cuối cùng, bác sĩ có lời khuyên gì đối với mọi người để phòng tránh bệnh dại? Các biện pháp phòng chống bệnh dại trên động vật là hạn chế để động vật tấn công người bằng cách là thứ nhất là khi mà chó đi ra ngoài đường thì cần phải dọ mõm. Thứ hai là không thả rông và đặc biệt là tuân thủ nghiêm cái việc tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo. Khi bị động vật dại hay là nghi dại tấn công thì chúng ta bắt buộc phải tuân thủ việc tiêm 100% đối với các trường hợp, không để trường hợp nào đáng tiếc xảy ra giống như một trường hợp chúng ta đã ghi nhận đầu năm 2024 ở trên bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong hai trường hợp thì có một trường hợp được tiêm phòng dại thì không bị tử vong và một trường hợp mà không tiêm phòng dại thì đã tử vong. Đấy là một cái minh chứng rất điển hình. Do vậy thì lời khuyên của tôi muốn đưa ra cho toàn thể các quý vị khán giả là bất kỳ trường hợp nào khi bị chó, mèo, động vật nghi dại chỉ cần những vết cắn này, vết cào, vết liếm dù nhỏ đến đâu thì chúng ta cũng cần phải tuân thủ nghiêm việc tiêm phòng dại và đặc biệt là phải tiêm phòng đầy đủ, đúng liều và đúng cái thời gian, tránh tình trạng là chúng ta chỉ tiêm 1-2 liều, không
không đảm bảo cái miễn dịch để bảo vệ cơ thể trước những cái tác nhân gây bệnh dại nguy hiểm cho con người. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi và đưa ra những thông tin vô cùng cần thiết về căn bệnh dại. Quý vị và các bạn thân mến, mục phổ biến kiến thức y tế của chúng tôi hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình này lần sau.